Ok, và trước khi vào video, mình muốn dành ra một vài phút để có thể quảng cáo cho anh em một phần mềm trò chơi rất là hay. Anh em chỉ cần lên Google Play và anh em sẽ bấm là Búp Ly Joy, thì anh em sẽ được vào trong cái phần mềm trò chơi này. Thì anh em có thể tải xuống, thì phần mềm trò chơi này là hoàn toàn miễn phí nha anh em. Phần mềm trò chơi này là bao gồm 8 trò chơi khác nhau nằm ở trong một cái phần mềm thôi, rất là tiện ích cho những cái bạn nào mà muốn có một cái tựa game nhẹ cho cái điện thoại của chúng ta, thì anh em có thể cài đặt đó nha. Ok, và chúc các bạn chơi game vui vẻ. Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với Mini World. Ok, thì hôm nay mình ở nhà buồn quá anh em ơi. Không có ai ở nhà chơi với mình hết. Hôm nay hình như là anh Vịt là phải đi làm nè, còn Timmy là phải đi học nữa. Cho nên là ở cái chỗ này không còn ai ở đây chơi với mình hết, buồn hết sức luôn anh em. Thì ở nhà cũng may là mình có được cái điện thoại nè. Thì hôm nay mình sẽ mở cái tựa game mà mình mới được người ta giới thiệu để chơi, thử xem coi nó có vui không nha. Ok, mở game mình chơi nào. Thì đây là một phần mềm trò chơi có tên là Búp Ly Joy, và nó bao gồm 8 loại game khác nhau ở trong một cái phần mềm nha anh em. Đây thì đây là 8 loại game đây đó. Thì anh em sẽ được mở trước 3 màn đầu tiên, còn những màn còn lại đó thì anh em có thể mở được bằng cách là kiếm xu. Đây, đây chính là xu nè anh em. Anh em có thể gọi là kiếm xu bằng cách là xem video quảng cáo hoặc là chơi trò chơi, thì anh em sẽ được nhận xu và anh em có thể mở được nha. Cực kỳ đơn giản để có thể mở được những trò còn lại luôn. Đây, mình sẽ thử chơi cái trò đầu tiên cho anh em xem nha. Thì đây là trò vẽ nét nè. Thì chúng ta sẽ chọn chế độ dễ. Mình sẽ chơi bằng 1 nha. Thì đây, cái trò chơi này cũng cực kỳ là đơn giản luôn anh em ạ. Anh em chỉ cần là nói những cái màu nó giống nhau lại với nhau như thế này thôi. Màu đỏ với nhau nè, đỏ rồi màu cam với nhau nè, rồi màu vàng với nhau, sau đó là màu xanh. Đó, vậy là chúng ta có thể qua màn được rồi anh em, này thấy không? Cực kỳ đơn giản luôn. Và chúng ta đã được 6 xu. Đó, cái này mình gọi là vàng thì mình gọi là 6 vàng đi cho dễ. Ok, thì nếu như mà các bạn muốn chơi tiếp thì các bạn hãy nhấn cái dấu mũi tên này nè. Đó, các bạn sẽ được chơi tiếp. Thì đây, mình sẽ tiếp tục chơi nha. Cái trò chơi này cũng khá là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần là nói những cái màu giống nhau lại với nhau thôi như thế này. Đó, thì đây, đó. Vậy thôi, có lẽ các bạn đã qua được màn rồi đó. Thì các bạn nhìn thấy ở trên đây có một cái thanh màu xanh lá cây đúng không nào? Khi mà cái thanh này nó đầy á thì các bạn có thể nhận được 6 xu đó. Rồi đây, hoặc là các bạn mà muốn nhận xu, các bạn có thể nhấn vào trong cái hình ảnh là cái camera nè anh em. Thì anh em nhấn vào để xem video quảng cáo thì anh em sẽ được nhận là 25 vàng đó. Cái này mình gọi là vàng chứ gọi là xu, mệt quá. Ok, thì sau khi mà xem video xong, các bạn sẽ thấy là các bạn đã nhận được là 25 vàng đó, rất là đã luôn đúng không nào. Chúng ta sẽ chơi tiếp nha. Đây, bây giờ mình sẽ thử chơi trò lắp hình vuông này đi. Đây, mình sẽ chọn chế độ dễ nè. Màn 1, ok. Thì cái này là trò chơi xếp hình đó. Chúng ta chỉ cần kéo những cái này, chúng ta xếp làm sao mà cho nó đầy được hết cái thanh trên đây là chúng ta đã thành công cái game này đó nè. Đó, nè, xếp tiếp nè. Thì cái màn đầu thì nó sẽ hướng dẫn cho anh em cách để có thể xếp vào. Đó, vậy là thành công thôi, cực kỳ đơn giản luôn đó. À, thì cái này các bạn phải xếp làm sao mà cho nó bích lại được hết tất cả những cái ô vuông này thì các bạn sẽ thắng nha. Đây, trời ơi, đơn giản phải chưởng luôn anh em ạ. Tiếp tục nha. Đây, cái này ở đâu ta? Chỗ này hả? Chết. Thì cái này còn khá là khó nha. Cái này mình phải suy nghĩ cực kỳ căng này nha. Cái bộ căng à. No. Cái này ở đây hả? Cái này lên đây nè. Trời ơi, dễ anh em à, dễ ẹt. Tiếp tục nè. Đó, cái này sẽ xếp vào đây. Cái này vào đây. Cái này chắc là vào đây nè, ở trên đây nè, rồi cái này ở đây. Nữa, lại dễ nữa. Ok. Thì chúng ta sẽ xếp tiếp. Đây, vào đây như thế này. Hồi game gì đâu mà hay ghê luôn trời. Cái tựa game Búp Ly Joy này là chỉ có một cái phần mềm trò chơi thôi mà nó bao gồm rất là nhiều game ở trong cái phần mềm này luôn. Coi bộ vui nha. Ôi chơi vui thiệt chứ. Hồi nhẹ mà cái dung lượng nó còn ít. Trời, cái gì vậy? Đi ra coi vô viên chuyện kêu kêu gì. Trời, chơi game vui quá. Trời ơi, game vui thiệt. Trời Phong ơi. Trời, đi ra chứ khác. Cái thanh niên này tiền đứng nó kêu hoài, người ta đang chơi game mà đập chết giờ. Đi ra. Trời, game vui. Ôi, game vui thiệt chứ. Ủa vậy? Ủa, hello anh Dịch, gì không anh? Chơi game hoài trời, đây là đâu vậy? Đau đầu quá. Ủa, chỗ này là đâu vậy trời? Ủa, gì anh Dịch? Đây. Gì anh, sao anh? Welcome to Bucky Quốc Bắc Quốc Kinh. Ủa, này là đâu? Ở chỗ này là đâu? Tại sao tự nhiên em ở đây? Bắc Quốc Kinh.
Bây giờ này, suốt ngày thấy em ở nhà em kêu là em chán hay là anh có biện pháp để giải quyết giúp em á, anh tặng cho em ngất rồi anh bê em ra đây. Ủa mà tự nhiên không kêu em ra đây chơi điện thoại của em đâu, em muốn chơi game mà. Đây là bây giờ nếu mà bây giờ anh rủ em chơi cái trò bắt cua kinh này với anh là đi ra công viên bắt cua hoàng đế, là nếu mà em bắt được cua hoàng đế thì anh sẽ thưởng cho em gọi là một cái máy điện thoại gọi là iPhone X hả? Thôi gì sợ vậy? iPhone X Smart đó. À. Hủi đã, vậy là em sẽ có điện thoại để chơi Bubbly Zone. Không nhưng thế nha, anh đồ sao biết trò đấy luôn vậy? Ôi em mới chơi nãy anh lại tiên anh đập cái điện thoại của em luôn á. Thôi, nếu mà em qua đây anh sẽ gọi là tặng cho em một con iPhone X cực kỳ khủng khiếp luôn để em có thể chơi Bubbly Zone. Đúng rồi anh. Ôi ơi anh, nhưng mà nếu mà em lỡ mà em chơi em thua anh rồi sao? Giờ nè, nếu mà em thua em thắng anh thì anh sẽ tặng em iPhone X Smart để em chơi Bubbly Zone à. Còn dạ. Nếu em thua thì anh sẽ bắt em gọi là ngồi nhìn anh chơi Bubbly Zone và anh đập luôn nút bạc của em luôn. Vậy cái nút bạc của em 100k sub em mới được cái nút bạc, em thua cái là anh sẽ đập nát nút bạc của em luôn hả? Thôi, bây giờ nha, anh đã mang cái iPhone X ra để gọi là em thắng thì được, rồi thì lúc em thua em phải chịu mất nút bạc chứ. Ôi thì kỳ à, chơi luôn trời. Nếu mà em may mắn em được nút bạc. Ủa gì sớm vậy trời em chứ. Mình phải chiến thắng anh Vịt để mình được cái nút bạc anh em ơi. Trời gì chứ anh Vịt chó cua dở lắm cho nên mình chắc chắn mình sẽ thắng rồi. Thôi. Mình sẽ được một okay. Cái iPhone X để chơi game. Mới đó mà chết rồi. Ok mình chấp anh Vịt luôn, mình đứng đây mình đợi anh luôn nè. Đường dài còn xa, chúng ta còn đi rất dài. Bắt đi thôi. Đi qua đây. Thôi em đứng đây đợi anh nè. Anh bắt cua quay qua tới đây đi. Trời cái này bữa nay mà có thêm bà Timmy chơi chung nữa là bà sẽ đi cái đường màu hồng nè anh. Hả? Qua đây nhanh anh. À, ngủ có giường kìa anh. Coi chừng té chết nữa vậy. Ok rồi, tiếp theo nữa là màn màu xanh cầu, cái này là cực kỳ khó luôn nha, coi chừng té nha anh. Hồi với ẹt. Mình cứ cần nhảy đúng nhịp là mình sẽ qua được anh em ạ. À. Ui anh Vịt cũng dữ ta. Còn con cái cuối là cũng té chết. Thôi anh Vịt thật là nuốt quá anh em ơi. Ok rồi mình đi ngủ cái này, mình phải đi ngủ cái đó. Đó rồi, anh Vịt tới chưa trời. Rồi té nữa kìa. Bình tĩnh, chờ qua anh chấp ơi. Chấp gì thôi. Đi đó. Ôi anh Vịt qua bên đây hình như có cái tượng của ông Nót ở trong Minecraft nè anh. Thôi cái tượng ông này y hệt cái ông Nót trong Minecraft luôn nè. Đâu rồi tượng ấy à? Em đâu biết đâu, hình như là người ta xây á. Trời té hoài vậy anh. Phải. Sống à. Ôi còn chút nữa anh ơi, cố lên. Cố lên. Ô qua được rồi. Ngủ đi anh. Rồi ok. Đến lượt đường bên anh đây nè. Anh đang chờ anh. Ok kệ phong đi trước rồi. Ok anh trời. Ui có cái tượng anh à. Anh nhìn vô đường giữa. Này thì sống nhìn. À? Sống à. Ý thì sao chỉ có một cái đường thôi vậy? Có một cái đường à, nhưng cái đường này bự mà anh có thể đi chung với em mà. Ua! Ôi té rồi, đâu. Nãy sớm ăn gì? Trời em nhường thôi. Mình sẽ chạy trước, ok. Chạy trước đi, anh cứ chạy trước đi. Coi anh có qua được không trời. Em kỳ này là anh Vịt phải tặng mình cái iPhone X này. À, té rồi á. Okay, iPhone X của mình. Mà. iPhone X của mình no. No, mình đã vượt qua con đường iPhone X Smart mà không thuộc về tay ai. Này thì la. Ôi. Okay. Chúc nó thôi, mình sắp bấm được cái giường rồi. Ngủ nè, rồi. Ủa mà anh rồi, ủa anh chết chưa? Anh ở đây phải không? Không, anh chưa chết, anh vừa mới gọi là xuống xem dưới dung nham mà có gì không. Nhưng mà. Ôi, xạo, chặn lại. Xem té. Nguy quá. Ok. Đi qua đi anh, qua đi. Trời. Hai anh em té luôn. Ok, mình sẽ chạy trước kìa. No, phong cứng TV. No. Trời ơi, dịch quay rồi, anh Vịt đã bị biết anh dịch quay rồi anh em ơi. Để. Mình sẽ bám tường. Đó, kiểu mà anh Vịt thì ảnh không có giỏi cái việc bám tường cho nên mình chắc chắn là mình dễ bám hơn mình qua được. Anh té đó rồi. Trời ơi, iPhone X kỳ này thuộc về mình rồi. Dạ sao anh? Anh nhấn hai lần á, anh nhấn hai lần anh bám được thôi. Rồi cái này là cái Phong cần hack rồi. Hack gì? Trời em coi Siro of Cycle cho nên em biết á. Lộn Siro official chứ nhầm. Đó, em coi anh Siro nhảy á. Em đập lộn. Trời đường này dễ ẹt. Trời qua được rồi nè. Ôi anh Vịt cũng sắp tới hết đó, mình phải chạy nhanh mới được. Thôi, mình phải thắng anh mới được iPhone X. Sao chỗ này đặt vô quá vậy? Lỗ cái gì? Nó ra là đi kiểu liền hư cấu quá đi. Thôi chết rồi, quả này mình mất cái điện thoại iPhone X rồi. Này thì nổ ha anh trời. Anh còn chưa nhận được lương của YouTube nữa mà anh đòi tặng em iPhone X hả anh trời. Ơi. Rồi, em nhận được ngay rồi. Chơi Bubbly Zone và đầu tư. Ôi chẳng qua Bubbly Zone là một cái game cực kỳ nhẹ và có thể là máy yếu cũng có thể chơi được, nhưng mà có điều đó là em muốn điện thoại iPhone X để em chơi, chắc chắn là nó sẽ xịn thì nó sẽ chơi vui hơn. Sẵn có ai có iPhone X để đem đi khoe. Đi qua đây đi anh trời. Xem té. Cố lên anh ơi, cố lên một cái thôi. Mới đó té. Anh Vịt thật là nước quá anh em ơi. Ok mình sẽ tranh thủ mình qua luôn để mình thắng cho nhanh luôn chứ để cho anh bắt cua anh chết hoài. Ê chờ đi phao chờ đi. Ủa trời gì em ủa có lóc tàng hình. Có lóc tàng hình ở đây anh ơi, chết em ơi. Anh Vịt đang bám gần tới anh em ơi, mình sẽ phải chạy qua thôi. Mình sẽ nhìn cái góc nhìn này để nhảy cho nó nha, cho nó kịch tính hơn, hấp dẫn hơn. Đó trời dễ ẹt nè, không này lóc tàng hình nó chơi nè. Ủa đâu hả? À bên đây không có lóc tàng hình đâu. Rồi qua được nè trời. Ừ qua được nè. Cố lên phong ơi, cố lên.
anh sắp trở thành người chiến thắng rồi. Cố lên Phong Cận, anh sắp thành người chiến thắng rồi. No, no. Té nữa, té nữa. Rồi sao, có gì dưới này, có gì á? Ui 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 ui. Ôi, ở dưới nó có cái gì ở dưới này vậy? À em hiểu rồi, cái mấy cục này là sẽ không có lắp màn hình đúng không? Trời ơi, dẹt. Hồ dẹt. Dẹt quá. Qua được rồi. Bám được tới chỗ anh Vật rồi, yes. Vừa qua được anh Vật rồi. Đây, đây sẽ đập đôi mặt của Phong Cơ. No, no, Phong Cơ, Phong Cơ. No, 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 no. Qua tới nơi rồi ơi. Đi ra chỗ này của em. No, no, cái mông của Phong Cơ kia. Ui, ui, ui. Cái mông của Phong Cơ gì mà mông của Phong Cơ. Ủa, đây là đâu? Ủa, rơi, rơi. À, chết bây giờ. No, no. Xuống nè, xuống, xuống. Ủa, mình đánh không được, ta mình đánh không được. Ủa có nước gì đâu? À này thì cho nhảy xuống này. Ủa hình như là không không có nước bên dưới, mình phải nhảy xuống từ từ anh em ơi. À, phải nhảy xuống từ từ, trời ơi. À, nhảy xuống một lần cho chết. Thôi. Anh phải nhảy xuống từ từ. Ui trời đây là đâu à? Ui sắp win rồi, sắp win rồi. Đi xuống đây đúng không? Trời ơi lạng lách nè. Lạng lách nè, hình như mình đang ở trong cái pho tượng. À mình đang ở trong cái ruột già thì phải, mình đang đi đến đâu đây? Ôi ôi ôi. Ở trong đây có trồng cây nữa nè anh, vãi trưởng. Trồng cây nữa nè. Trồng cây đâu? Cây đâu? Đâu chưa, anh chưa thấy cây, chỉ cây coi. Đây nè, chỗ này nè. Ôi nhưng mà em đâu ngu, em đâu ngu, em phải đi trước. Chắc chắc anh đi đường dễ luôn, em sẽ đi đường khó. Đâu, ok đâu đâu chưa. Có thấy đâu? Đi đi đi, chắc anh đi đường dễ bên kia luôn, em sẽ đi đường khó. Ok. Đó trời. Thôi bên này thấy mày bắt cua giỏi không anh em, trời ơi đẳng cấp. Đâu? Thôi. Gãy sớm đi ăn gì. Thôi mình hiểu rồi, mình hiểu rồi, giờ mình không nên đi đường khó nữa, mình sẽ đi đường dễ. Okay, mình đùa okay. Mình đùa thôi hả, mình sẽ đi đường khó luôn chứ đường dễ gì. Trời ba chọn. Ba chọn con nít trời. Ba chọn nít bắt trời cua. Trời ơi, tôi đi, tôi quay lại rồi. No. Ok ok rồi, ok rồi mình qua nè anh em ơi, để mình tiếp tục nhảy tiếp. À, té té. Chỗ này đường dễ mà anh vịt qua không được nữa nè. Trời ơi. Khó ok, chỗ này, chỗ này đường này đường dễ và đường khó phải không? Oh no. Cái này mình phải lấy đà, mình chạy nhanh xong mình nhảy qua anh em ơi. Cái kiểu này xấu không nổi rồi. Đường này đường khó nè, đường này đường dễ nè. Bọn mình không phải là dân bắt cua như là Hùng Akira hay là Siro, cho nên bọn mình đi đường dễ nha các bạn. Các bạn được yêu cầu mình phải đi đường khó, bởi vì là bọn mình là kiểu mà bọn mình không có phải là dân bắt cua, hiểu không? Đó, như vậy thôi. Mình cũng nút nút như một số bạn. Đó kiểu vậy đó. Trời qua được nè, trời. Hồi cái đường này mình nhảy theo nhiệt là mình qua được hết anh em ơi, bình thường dễ ẹt. Thôi trời, giường này lít lít giường ngủ. Ôi giường quá xa rồi. Ngủ nè đó. Này. Kỳ này iPhone X càng lúc càng gần tay mình hơn anh em ơi. Sắp mặt nữa rồi. No. Đậu phòng. Ok tốt, gãy sớm mày ăn gì? Gãy sớm ăn thịt vịt. Ăn thịt vịt nướng rồi. Ui. Không rớt này, rớt sao được, lên tới nơi nè. Ui con rồng cả anh ơi, nguyên một con rồng bự luôn. No. Trời ơi, cái này hình như cái bộ xương của nó nè anh. Phải, mày này sai đẹp thế. Mình em lên cho có cái giường ngủ nè, trời ơi ngon. Em lên được tới đầu con rồng rồi nè. Anh vịt còn ở bên đó các bạn ơi. Ok. Qua được rồi nè. Trời. Của tôi. Ôi ở đây là đâu đây? Những cái này là ôi những này là những cái tượng nè anh em. Cái này là gì mày nó ghi vậy? Giường ngủ hả? À giường ngủ trong đây rồi, mình vô mình bấm vô giường rồi. Ủa sao chơi không lên được? À lên được, lên được. Ôi bên đây có cái hầm nè. Trời ơi. À, chôn kìa, chôn. Phải cái chôn. Thôi cái chỗ này các bạn này chôn anh em ơi. Coi nè. Chỗ này chôn nè anh em. Thôi. Phải chướng thật. Ôi no, chỗ này là chôn. Oh no, may quá. Mình xé nó mình bị chôn anh em. Ok mình sẽ qua nha từ từ. Ok, đứng. Giờ mình sẽ đứng đây mình chờ anh dịch. Ok thế. Ở trong này. Ok đây là cái bụng đồng hả? Đúng rồi anh, đúng rồi đi qua đây anh, chỗ này nè anh. Bên đây nè. Ok. Chỗ này là cho anh ơi. Nãy em cũng mới bị dính bẫy. Ok, từ từ. Cái cục đá này là không được nhảy vào. Cái bậc thang này là nhảy được, còn cục đá này không. Ok. Bên đây anh, bên đây. Nhảy qua. Dạ. Đúng rồi anh ơi. Ok qua được rồi. Cái này là cầu thang nha anh, khó nha. Thôi. Còn chết nữa rồi. Sao lại phải chạy qua cầu thang tiếp hả? Sao cho mình chỗ này thối này. Chỗ này cầu thang cũng dễ thôi, anh bám tường anh qua được à. Hồi qua được nè. Dịch. Ok thôi mình sẵn mình qua luôn. Chú phải bám tường hả? Đúng rồi anh, trời sẵn mình qua để mình lấy iPhone X luôn nè. No, tại vì mình các bạn biết sao không, trời ơi mình thấy mấy cái đường này có mấy cái pha bắt cua là mình cảm thấy là mình win chắc luôn rồi, bởi thế mình mới đồng ý cho anh Vịt. Nếu mà mình thua thì anh cho anh Vịt đập nút quạt của mình đó, bởi vì là anh Vịt bắt gì vậy? Anh Vịt bám tường không có được giỏi, cho nên là mình tự tin thắng anh Vịt ở cái này rồi. Mình sẽ được iPhone X anh em ơi. Đường này lên nè phải không, trời dễ. Ui lên. Ủa chỗ này chỗ nào? Ui chỗ này mình hình như mình có thể đứng đây để mình nhìn thấy anh Vịt. Ủa, bắt cua tôi không thể bám tường được rồi. No, trời thấy chưa, bởi vậy cho nên là ui mình bị rơi vào đây. Chỗ này chỗ nào vậy? Really? Chỗ này là chỗ nào vậy? Ủa sao anh ở đây vậy? Ủa sao anh xuống đây? Ủa gì kìa, đáng lẽ là em. Ủa em đi xa lắm rồi đó. Đóng cửa, đóng cửa. Ủa chỗ nào luôn. Chỗ nào đi Win. Ủa mấy cái cửa này phải không? Chỗ nào đi Win đi. Ui chỗ này. Ủa anh Vịt, mấy ông này mà ông ấy gần Vịt ghê quá. Ok
À, đi ra, đi ra. Yeah, đã win. Ok, đi ơi, mình đã được hạng nhất rồi. Mình chạy chưa? Chỉ là phong hơn cái ghế trước thôi. Tại vì anh dịch không chịu bấm thôi. Anh dịch không chịu bấm mà thôi. Em đã bấm rồi. Ok anh em, thì mình đã được giành được hạng nhất rồi. Vậy mình xác được anh Vịt tặng iPhone X rồi. Quá đã. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu như mà anh em thích video này, quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên ủng hộ cho cả các thành viên trong bộ ba bá đạo là anh Mr. Vịt với lại Timmy TV nha. Ok, và đừng quên tải Bubbly Show về để chơi cùng mình nha. Bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye, yêu anh em bãi rồi. Anh Vịt ơi, iPhone X của em đâu? iPhone X của em.